Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận cái game đó là Subnautica bản quyền và hoàn toàn free luôn, để các bạn có thể nhận về và chơi online. Thế nào? Ở đây mình sẽ để cho các bạn trang web, đó là trang web của Epic Games. Như các bạn đã biết thì Epic Games chính là cái hãng đã sản xuất ra tựa game Fortnite đình đám trên thế giới, đúng không nào? Thì bây giờ họ đã quyết định mở thêm một cái cửa hàng nữa, đó là cửa hàng Epic Games Store. Thì cái cửa hàng này các bạn có thể hiểu nó hoạt động tương tự giống cả cửa hàng của Steam vậy. Thì cái Steam của Valve ấy, nó vừa bán game và nó vừa cho các bạn chơi game luôn. Và cái Epic Game này của Store cũng vậy, cũng có, nó vừa bán game và nó vừa có hệ thống chơi game riêng, đó là Epic Game Launcher. Cái cửa hàng này của Epic Game thì nó mới khai trương thôi. Thì hôm nay ấy, để có thể nói là chào hàng cái cửa hàng Epic Game này ấy, thì hãng Epic Game đã quyết định đó là thả chúng ta cái tựa game Subnautica free, chứ nào. Và các bạn có thể nhận cái game này từ hôm nay cho tới ngày 27 trong cùng tháng luôn, tháng 12 luôn. Có nghĩa là hôm nay là ngày 15 đúng rồi. Đến ngày 27 có nghĩa là các bạn sẽ có khoảng tầm đó là 12 ngày. À đâu? Đúng rồi, 12 ngày để có thể nhận được cái tựa game này. Và các bạn nhớ rằng nhận về là các bạn có thể chơi online nhá. Online chứ không phải là game crack đâu. Thì ở đây mình sẽ để cho các bạn trang này, các bạn vào cái trang này nhá. Ở đây các bạn có thể ấn vào cái hình quả địa cầu rồi các bạn chọn đến tiếng Anh nhỉ. Cái này trụ sở chính của nó như là ở Pháp vậy, cho nên là khi mà các bạn vào là nó sẽ toàn tiếng Pháp thôi. Thì đây, sau khi đã chọn tiếng Anh rồi các bạn ấn vào cái phần Subnautica ở trên này nhá. Click vào nó này. Đó, ở đây các bạn thấy game này đang được bán với giá đó là 25 đô trên cả trang Epic Game này. Các bạn hãy ấn và click vào chữ free này nhá. Click vào. Rồi, ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là đăng nhập vào cái Epic Game này. Thì các bạn có thể chọn hai cái phương án, nó đăng nhập bằng Facebook và Google. Thế nào? Hoặc là chúng ta tạo một cái nick luôn nhỉ. Đó là chúng ta phải tạo một cái nick để có thể đăng nhập vào cái Epic Game Launcher thì mới có thể chơi được game này mà. Thì cái game này các bạn nhận cây về là các bạn sẽ chơi trên Epic Game Launcher nhá, chứ các bạn không chơi được trên Steam. Các bạn nhớ điều đó nhá. Thì ở đây có lẽ chúng ta sẽ đăng ký một link mới luôn, đúng không nào? Ra cái trang này nhá, các bạn hãy ấn vào cái phần đó là sign up ở đây. Click vào. Ở đây thì Việt Nam đúng không nào? First name thì cái gì nữa? Last name cái gì nữa? Display thì mình sẽ để đó là Griffith. Email. Email thì mình sẽ để cái email mình có nhá. Các bạn có email nào thì các bạn điền vào nhá. Đây ha. Password thì chữ viết hoa, chữ thường và số là được. Rồi, tích chọn vào điều khoản nhá. Sau đó ấn create account, tạo cái tài khoản mới. Cái tên này bị sử dụng rồi nhá các bạn. Đây nó hiện thông báo display name is already used 987. Thế nào? Create account, điền lại mật khẩu nhá các bạn. Mật khẩu sẽ là chữ viết hoa, chữ thường và số. Sau đó thì create account. Đó, như vậy được rồi. Chúng ta đã có một cái nick đó của Epic Game đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn đây. Sau khi đăng nhập vào rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ ấn lại một chữ free nhá. Click vào. Nó hiện cái bảng này ra đúng không ạ? Đây là cái bảng order rồi, cái bảng thanh toán đấy. Thì các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta không cần phải trả đồng nào để có thể chơi game, đúng không ạ? Không đồng này, không đồng này. Mình sẽ ấn phần play order nhá. Click vào. Đó, chúng ta đã nhận game rồi đấy. Thì cái game này nó yêu cầu chúng ta đó là phải download cái Epic Game Launcher. Như mình đã nói ấy, thì Epic Game họ có sản xuất một cái cổng chơi game riêng, đó là Epic Game Launcher. Thì cái cổng này các bạn có thể chơi được khá là nhiều game của Epic Game. Epic Game hình như mới chỉ có khoảng tầm 2-3 game thôi nhỉ. Và game nổi tiếng nhất thì như các bạn đã biết là chính là Fortnite, đúng không nào? Thì các bạn bắt buộc phải download cái này về thì các bạn có thể chơi được sau Subnautica nhá. Nó là một cái giao diện game giống như cả Garena hoặc là Steam thôi. Thì các bạn hãy download nó về. Ở đây thì mình sẽ được phần download nhá. Click vào. Đó, nó sẽ tự động tải về, đúng không nào? Epic Game install it. Chúng ta chỉ cần đợi vài giây thôi. Mình sẽ mở nó lên nhá. Click vào nó này. Rồi, ấn run. Không chọn được. Ấn ở trên đi nhá. Chọn vị trí chúng ta sẽ lưu Epic Game lại. Mình sẽ lưu nó ở ổ D nhá. Vào game đi. Chứ nào. Cái này mình sẽ điền thêm, mở mình sẽ tạo thêm một cái folder có tên đó là Epic Game. Đó. Ok. Không cần phải tạo đâu các bạn, không cần phải tạo thêm cái folder Epic Game đâu. Nó tự động tạo một folder riêng rồi. Thế nào? Ok. Đó, nó tự động tạo folder Epic Game chúng ta này. Sau các bạn ấn install nhá. Để tiến hành cài đặt cái Epic Game Launcher này. Cũng nhanh thôi đúng không nào? Đây là cổng chơi game thôi chứ không phải là game. Có lẽ bây giờ thì cũng như là những cái platform khác, chúng ta phải vào Epic Game rồi chúng ta download cái Subnautica về. Đây là Steam, start đi. Đây là Epic Game này các bạn. 132.6 MB. Nhẹ mà đúng không nào? Download dính update.
Có vẻ như xong rồi nhỉ. À đây, sau khi gì nhỉ? Sau khi update xong thì nó sẽ tự động mở thẳng cái Epic Game luôn nhá. Và chúng ta sẽ đợi thêm một tí. Ở đây thì như các bạn như lúc nãy chúng ta tạo nick rồi đúng không nào? Bây giờ các bạn chỉ cần điền cái nick đó vào thôi. Email này. Password. Rồi ấn sign in đúng không nào? Để đăng nhập. Rất là đơn giản. Welcome back, Griffith. Ok. Bây giờ thì ở I have read. Cái này các bạn ấn vào đồng ý điều khoản nhá, sau đó ấn accept. What the fuck, show install. Cái này nó hiện cái bảng này ra, show install location ấy, có nghĩa là khi các bạn download game về thì nó sẽ hiện, nó sẽ download về cái ổ C program file Epic Game đúng không nào? Thì các bạn đấy ở phần browser nhá. Rồi các bạn chọn vị trí các bạn muốn cái Epic Game này nó download game về. Mình sẽ muốn nó download nó ở về cái ổ game này, thế nào? Ổ game của ổ D cơ, ổ C. Đó. Thì có nghĩa là nếu mà nó download game về thì nó sẽ tự động download vào ổ D của game. Thế nào? Ở phần browser mình chọn nhá. Sau đó thì create shortcut và auto update thì cái này mình sẽ tích chọn là 2 nhá. Rồi ấn install. Đó, là nó download cái game về rồi này. Nó tự động nó đang download Subnautica về đấy các bạn thấy không? Còn nếu mà không ấy thì các bạn chỉ cần đó là tải thẳng cái Epic Game. Nhưng mà nào có Epic Game rồi, các bạn tải thẳng vào Epic Game thì các bạn thấy giao diện có cái Subnautica đấy, các bạn click vào các bạn download về thôi, đúng không? Mọi thứ quá đơn giản dễ dàng. Ở đây thì nó bán game, đây Fortnite này, các bạn có thể tải thêm Fortnite để chơi này. Subnautica. Và thì cái Epic Game ấy nó cũng chỉ mới, cửa hàng của Epic Game nó cũng chỉ mới khai trương thôi, không lâu. Cho nên là game nó cũng khá là hạn chế cho các bạn. Có cái Unreal Tournament là cái gì vậy? Là game gì các bạn có thể tải về chơi miễn phí này. Nó chỉ có người này game thôi, sắp tới nó sẽ cập nhật thêm game. Bởi vì cửa hàng mới mở mà, làm gì có nhiều sản phẩm được đúng không nào? Làm sao mà nhiều như Steam được. Thì bây giờ đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần đợi cho cái Subnautica tải về là xong, ta có thể chơi được rồi. Các bạn có thể thấy ở đây nó khoảng tầm đó là sắp xỉ 7GB đúng không nào? Thì quá trình nó cài đặt nó sẽ hơi lâu, mình sẽ tự qua đi nhá. Được rồi, sau khi mà các bạn đã download game xong ấy, ở đây các bạn có thể ấn phần library nhá. Đó chính là cái nơi mà chứa những cái game mà các bạn có ở trên nào. Thì các bạn có thể ấn vào chữ lau để chạy game bên này. Rất đơn giản đúng không nào? Click vào phát. Đó. Đó, đúng không nào? Đây, mình sẽ chỉnh option. Có game hỗ trợ tiếng Việt mà nhỉ? Đây tiếng Việt này đúng không? Rồi bây giờ các bạn có thể chơi tự game được rồi đấy. Các bạn đừng quên chia sẻ cái video cho bạn bè các bạn để các bạn có thể download tự game này về và các bạn chơi cùng nhau trên cái Epic Game Launcher nhá. Thì mình không biết là cái game này nó có server riêng không hay là chạy trên server của platform. Bởi vì mình sợ rằng đó là những ai mà download game trên Epic Games ấy thì họ chỉ có thể chơi với nhau thôi, chứ không thể nào kết nối với cả những player khác chơi trên Steam hay thế nào cả. Thì mình cũng chưa nắm rõ về cái phần này lắm. Mình chưa nắm rõ về cái phần server của platform. Cho nên là các bạn tốt nhất là các bạn cứ download về và cùng nhau chơi trên Epic Games là được nhá. Thế rồi, đơn giản bây giờ chúng ta chỉ cần vào và chơi đúng không nào? Và bắt đầu trò chơi mới này. Sinh tồn tự do các thứ. Thì cái phần chơi game này mình sẽ không chơi nhá. Mình chỉ muốn giới thiệu các bạn có là cái bản game free của Subnautica mà thôi. Để thoát game ở đây. Đó, các bạn có thể tải về và chơi tựa game Subnautica hoàn toàn free vĩnh viễn. Các bạn có 12 ngày để nhận tựa game này trên cả Epic Game Launcher nhá. Và game này là game bản quyền, không phải là game crack. Được chưa nào? Các bạn hãy nhớ điều đó. Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn có thể nói là download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái video mới nhất mà mình chia sẻ nhá.